Hello em. Hello anh. Thì hôm bữa anh có coi trên YouTube á, là anh thấy clip của em và chị gái hai chị em đi xuống thầy chùa ăn thịt ăn mặn đó. Rồi qua ngày hôm qua thì anh mới coi được một cái clip là ông thầy ông nói về hai chị em tụi em ăn mặc hở hang hớn hên, khoe vòng 1, vòng 2, vòng 3 xuống dưới ở chùa vậy đó. Thì cái sự việc đó là như thế nào, em có thể cho mọi người biết được hay không? Dạ, sự việc đó là tụi em không có ăn mặc hở hang. Và hôm qua em cũng vào clip, em cũng đã nghe và bây giờ em mở cho mọi người cùng nghe với em nha. Thầy cho hỏi thì hôm qua thì có ai tới Thầy rồi? mà có cái có cái cây cục mà để rọi rọi á, thầy rọi vô ngay đó cho thấy rõ luôn, cho bất cỡ Thầy ngồi mà ngồi hở đó luôn. vậy là hôm qua là có hai người ăn mặc hở hang hở rón hở cái gì nữa thầy? Nãy tôi nói rồi, mày nhắc lại nữa. Hở gì em chưa biết đó. mày đang ngắm mày không dám Đó nói rồi đó, thầy Dạ, thầy nói khi vậy em đó. nghe được cái câu nói này, em thật sự rất là bức xúc. Em xin lỗi với tất cả mọi người, cho em xin phép gọi thầy Thích Tâm Phúc là thầy ăn thịt chó, không phải là một tiếng thầy nữa, mà em xin phép gọi là ông Phúc hoặc là ông mặc áo cà sa, chứ không gọi hẳn gọi là thầy nữa. Tại vì khi mà thầy tu chính thức là sẽ không phát ngôn ra những câu nói như vậy, nhưng mà từ cửa miệng của thầy mà thầy đã phát ngôn lên những cái tiếng mà lấy cây mà họt họt vào của người phụ nữ như vậy là không phải là thầy. Em rất là bức xúc, từ hôm qua đến giờ em rất là bức xúc về vấn đề mà thầy xúc phạm danh dự của tụi em như vậy. Rồi em nghĩ sao về câu hỏi của cái người YouTube đã hỏi ông thầy đó? Dạ, em nói thẳng luôn là em những người YouTube hỏi những câu đó là những người YouTube không có trí thức, không có gọi là lời văn ăn nói, gọi là vô văn hóa nên mới hỏi những cái câu vớ vẩn như vậy đối với thầy. Tại vì thầy tu là chuyên về hỏi những cái vấn đề mà nói về chùa chiền, chứ đâu mà hỏi và những cái vấn đề mà ở bên ngoài xã hội mà hỏi thầy như vậy. Em là khẳng định với mọi người đây là YouTube dơ, YouTube không sạch sẽ mới hỏi vấn đề để câu view lên cho tất cả mọi người biết. Em có nghĩ là những cái người mà YouTube hỏi thầy như vậy á, có phải là giống như là đàn bà không em? Dạ đúng rồi, em nghĩ là đàn bà xoay quanh 6 người xoay quanh mà bàn về vấn đề là hai người phụ nữ ăn mặc hở hang khi đi vào chùa, mà cái chuyện đó là không có, là bịa chuyện lên phóng đại những cái câu nói lên làm cho lăng nhục lăng mạ cái phẩm chất phẩm giá danh dự của người phụ nữ. Rồi cái ông thầy ông nói vậy nè, cái clip của nó đó dở lên luôn, trời ơi, có chuyện đó không em? Dạ không có, hoàn toàn không có mọi người. Tại vì tụi em ý thức là khi bước vào chùa là tụi em đã ý thức là ăn mặc như thế nào khi bước vào chùa và khép kín như thế nào, chứ không phải là cái dạng như là ăn mặc mà gọi là lố lăng, gọi là một hạng con gái không không có học thức, không có đẳng cấp khi bước vào chùa mà để cho dở váy lên cho thầy thấy và thầy nói và một cách gọi là hạm tệ như vậy. Tại vì có câu nói của thầy nói là tụi em vô trọng tụi em dở, thấy được cái vòng 1 của tụi em nè, vòng 2, vòng 3 luôn. Rồi ngồi banh ra này cái nọ nó, nói chung là nó thậm tệ lắm đó em. Đó là thầy rất là, cái câu nói đó là thầy bịa chuyện. Tụi em hoàn toàn không có chuyện mà hở vòng 1, vòng 2 và vòng 3, tụi em đi vào khép kín mặc áo khoác đàng hoàng. À, rồi em xuống dưới ở dưới Củ Chi á. Em xuống dưới với mục đích là cái gì? Xuống cái chùa đó mục đích của em là gì? Mục đích của em là khi đi công việc gần đó, sẵn chợt nhớ lại là thầy Thích Tâm Phúc gần đó, thầy ăn thịt chó gần đó, và tụi em mới là suy nghĩ là sẽ đi vào đó hỏi thăm sức khỏe thầy, nói chuyện trò chuyện với thầy về và hỏi những cái thật thư về mạng xã hội nói về thầy như vậy có đúng sự thật hay không. Rồi cái câu chuyện của em khi mà vô trong đó đó, anh có coi trên YouTube anh thấy là ông thầy ông nhắc về vấn đề tiền 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 thôi, thì em cảm nghĩ như thế nào về khi mà thầy tu mà cứ nhắc tiền là sao em? Em nghe là em nghĩ là thầy chỉ mượn danh tiếng của chùa mặc áo cà sa nhưng mà sống vì tiền. Sống vì tiền. Dạ. Cảm ơn em. Rồi một câu hỏi này của những người YouTube á, không sạch sẽ hỏi thầy, cái cô đó ngồi trước mặt thầy á, thầy có đỏ mặt không? Rồi thầy mới trả lời nè, đỏ cái gì, tao lấy cái cây quay phim á, YouTube á, tao chọt cho nó lủng luôn. Cái Dạ. câu nói như vậy em cảm xúc em như thế nào với câu Khi nói em đó? nghe được câu này, thật sự với mọi người là em rất là bức xúc. Nói chung là cái cảm giác của em rất là bực bội, là em muốn là thu xếp công việc của mình chạy hẳn lên đối chiếu với thầy trên Củ Chi. Vậy em phải hỏi câu hỏi của thầy như vậy, tại sao lại xúc phạm danh dự và cái phẩm giá của người phụ nữ?
nếu mà một là một thầy tu ăn học có trí thức, nói chuyện giảng đạo lý, học cao mà lại đi nói một cách gọi là nói chuyện theo kiểu vợ búa thôi, gọi là thô quá mọi người. Em không đồng ý cách thầy nói như vậy. Rồi em có, anh có thấy là những cái người YouTube đó, là hôm bữa là cái clip trước em đi thăm chùa là có những người đã xuất hiện luôn, thì những người đó có phải là bạn bè của em không, hay là thuộc ekip của em không, hay là những người lạ? Những người đó không phải là bạn bè của em. Lúc đầu là tụi em đi vào là có nhóm tụi em 5 người đi vào, nhưng mà khi đi vào thì thầy á mới đi ra trước cửa, gọi hai người ở trong cái nhóm đó đi vào, và lúc mà tụi em đang trò chuyện với thầy thì hai người đó cũng quay tụi em trò chuyện, mà tụi em nghĩ đây là dạng như là tụi giống như là tụi em là đồng nghiệp với nhau thì chia sẻ, và để nói chung là không có chuyện gì quá thì tụi em để cho quay nói chuyện, gọi là cách gọi là gần gũi tương tác với nhau. Nhưng mà khi mà thấy những anh YouTube đó mà đăng lên bài và nói tụi em thậm tệ như vậy là em suy nghĩ là về cách thể hiện của mấy anh rất là dơ. Để câu view mà đi nói, đi vô vào chùa để hỏi những cái câu mà khiến người đọc, người nghe cảm nhận về, nghĩ sai về hai người hot girl đi vào chùa như vậy, thật sự là quá tệ. Em xin nhắc những anh YouTube như vậy, đừng, hãy, mình có học thức, mình có trí tuệ thì đừng nên dùng những cách đó mà kiếm tiền. Trên xã hội này có nhiều cách, cái đó rất là tội lỗi, vu khống cho người khác rất là tội lỗi. Rồi anh hỏi em câu này nữa, có nghĩa là em có cảm xúc gì hay cảm giác gì đó mà khi mà 4-5 người đàn ông cùng với một ông thầy chùa ngồi xung quanh nhau mà bàn luận về những vấn đề nhạy cảm của phụ nữ, và bàn luận về vấn đề vòng 1, vòng 2, vòng 3, thì cái đó có phải là một vấn đề gọi là quá, gọi là không trong sạch đúng không em? Không được sạch sẽ lắm không? Dạ, em suy nghĩ 4-5 người đó, nếu mà đừng gọi họ là đàn ông nữa, mà hãy gọi họ là phụ nữ. Tại vì chỉ có phụ nữ mới bàn, mới ngồi tụm họp lại mà bàn chuyện người ta vậy. Còn đàn ông thì người ta lo chuyện ngoài xã hội, lo kiếm tiền, chứ không có chuyện mà bàn, ngồi lại mà bàn đi nói vòng 1, vòng 2, vòng 3 của người phụ nữ, nó xấu người ta như vậy. Còn những cái người đó đó, có nghĩa là khi em xuống dưới chùa rồi thì những người đó ngồi ở ngoài chùa đúng không? Dạ đúng chứ rồi. Không phải trong chùa. Dạ. Dạ, là những người đó ngồi chờ người ta xuống để quay đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khi mà ngồi chờ như vậy đó thì em có cảm xúc gì khi mà em xuống, khi em thấy những cái người như vậy, cảm xúc em thế nào? Cảm xúc là em thấy là giống như là cái dạng như là họ đang giống như là chó trực xương vậy đó mọi người. Là có nghĩa là khi mà thấy một ai đó lạ vào phỏng nói chuyện cùng với thầy, mà họ ở bên ngoài, đã ở bên ngoài sẵn như vậy, và họ đi vào và họ quay như vậy, có nghĩa là họ đang cái dạng như mà em nói cách gọi là hậm tệ như những anh YouTube dơ ấy, là cái dạng như là mấy anh là cái dạng như là chó chờ xương thôi, chứ mà nếu mà kiếm cái tiền kiểu mà các anh như vậy là dơ lắm. Có nghĩa là những người đó những người cơ hội. Đúng rồi. Không có sự sáng tạo. Dạ. Lấy một cái sự bị đặt chuyện ra để lấy những cái sự đó rồi để câu view, câu like để kiếm tiền bất chấp đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi một câu hỏi này nữa nha em. Của anh YouTube dơ hỏi nha. Hai cô Phật tử hôm qua đến chùa có ý dụ dỗ thầy gì không? Ông thầy mới trả lời, ai biết. Có khi cái tâm của họ yêu thầy thì sao? Có nghĩa là ông thầy nói là tụi em yêu ông thầy đó, thì cảm giác em sao? Cảm giác của em thật sự là em hơi bị mắc cười em mọi người, thật sự em rất là mắc cười. Em mà cười ở đây, em cười không phải là cái dạng là em cười có nghĩa là em vui vẻ, mà em đang cười khinh cái câu hỏi mà những anh YouTube hỏi, và cái cười khinh gọi là cười mỉa mai vào thẳng vào mặt của thầy khi nghe thầy nói là biết đâu tụi nó thương tao. Thật sự là nếu em nói mọi người nghe là ở đây tụi em đến thăm thầy thì cái dạng như là tụi em có thương, nhưng mà ở đây tụi em thương ở đây là cái dạng như thầy sống gọi là cách vui vẻ, gọi là nói chuyện một cách gọi là chân thật, gần gũi, nên tụi em muốn xuống dưới tiếp xúc với thầy coi thầy như thế nào. Còn cái chuyện mà thương về cái tình cảm yêu đương trai gái thì tụi em không có cái suy nghĩ đó, tại vì tụi em bên ngoài xã hội cũng quen biết rộng mà, đâu cần phải thiết và phải xuống gặp thầy mà thương thầy kiểu như vậy. Rồi anh, cho anh hỏi một câu nữa, có nghĩa là khi mà cái sự việc xảy ra vậy đó, lùm xùm xung quanh những vấn đề đó thì có ảnh hưởng đến cuộc sống của em không? Dạ ảnh hưởng chứ anh, tại vì tụi em là những người làm việc ở ngoài xã hội, làm việc ở trên truyền thông, thì đương nhiên là cái sức ảnh hưởng như vậy là những người khác người ta sẽ nhận xét sai về tụi em.
Nhưng mà thật sự là hôm bữa tụi em xuống chùa là tụi em mặc đồ rất là bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là bình thường, chứ không phải là như là mọi người đồn thổi là mặc đồ sexy hay là hở hang hay dạ, là câu, cố tình câu like câu view đúng không? Dạ. Rồi một câu hỏi cuối anh xin hỏi em luôn, có nghĩa là em có đôi lời nhắn gửi gì đến ông thầy đó cũng như là những cái bạn làm YouTube đó hay không? Dạ, em xin có đôi lời nhắn nhủ với thầy là thầy ơi, thầy học cao, thầy nói chung là thầy nói chuyện đạo nghĩa, đạo lý, giảng đạo này nọ cho tất cả mọi người. Thì em xin thầy hãy là một thầy tu chính hiệu, chứ đừng mà cái dạng như gọi là mặc áo cà sa mượn chùa mà thầy lên lại hám danh, hám tiền như vậy. Em không đồng ý như vậy. Còn với những anh YouTuber dơ, em nói hẳn ra là những anh YouTuber dơ, thì em xin nhắc có rất nhiều cách để mấy anh kiếm tiền, chứ không phải là cái kiểu mà mấy anh chó chờ xương mà đợi những cái cơ hội mà câu view, câu like để mấy anh kiếm tiền như vậy. Đó là sống dơ lắm mấy anh. Cái số tiền đó mấy anh kiếm ra không có hậu đâu. Em nói thật sự, em xin nhắn nhủ đến những anh như vậy. Ok, em cảm ơn em. Thì chúc em lúc nào cũng được mạnh khỏe nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Bye bye mọi người.